Xin kính chào các bạn. Lần đầu tiên xin chúc các bạn ngày mới nhiều niềm vui và sức khỏe, nhiều thành công. Và xin chân thành cảm ơn các bạn đã và luôn ủng hộ cho kênh Nhớ Về Miền Quê. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một loại hoa có tên là hoa trái tim vĩ máu. Xin mời các bạn xem video nhé. Các bạn thân mến, trước mắt các bạn là bụi hoa trái tim rỉ máu, hay tiếng Anh còn gọi là Bleeding Heart. Mình đã quay video này vào mùa hè năm ngoái, khi một buổi sáng tình cờ đi ngang qua và nhìn thấy bụi cây nở bông thật là đẹp, sặc sỡ rạng rỡ với màu đỏ. Và lần đầu tiên mình cũng để ý và tìm hiểu về loại hoa này. Quả thật có phía sau của nó là có một cái chuyện tình rất là buồn. Mình xin chia sẻ với các bạn như sau. Các bạn thân mến, hoa trái tim rỉ máu hay Bleeding Heart là một loại hoa có trong họ Anh Túc, thường thấy ở Nhật Bản, Hàn Quốc và ở phía Bắc, phía Tây Trung Quốc và một số nước ở Bắc Mỹ, trong đó có nước Mỹ. Các bạn thân mến, hoa trái tim rỉ máu có hai loại màu. Một là màu đỏ, hai là màu trắng. Màu hoa màu đỏ tượng trưng cho tình yêu say đắm bất diệt, hoa màu trắng cho tượng trưng cho sự tinh khiết và ngây thơ của các cô gái tuổi thanh xuân vừa mới lớn. Hoa trái tim chảy máu hay rỉ máu phát triển cao đến 120 cm, khoảng 47 inch, và rộng 45 cm, tức là khoảng 18 inch. Nó là một thân rễ thân thảo sống lâu năm với lá kép ba thùy trên thân, có màu xanh lục đến màu hồng. Các chùm hoa nằm ngang uốn cong có tới 20 bông hoa rủ xuống, được sinh ra vào mùa xuân và đầu mùa hè. Các cánh hoa bên ngoài có màu hồng tươi sáng, trong khi các cánh bên trong có màu trắng. Hoa này cũng có nhiều tên gọi khác nhau, trong tiếng Anh gọi là hoa trái tim rỉ máu, trong tiếng Đức gọi là hoa trái tim nước mắt, còn trong tiếng Pháp gọi là hoa trái tim Mary. Hoa trái tim rỉ máu có nhiều tên khác nhau, nhưng ý nghĩa vẫn là tình yêu ly biệt, đau khổ, còn tim tan vỡ, rỉ máu vì thương yêu. Loài hoa này xuất phát từ Đông Phương cho tới phương Tây và nơi châu Mỹ vào những năm 1800. Câu chuyện tương truyền từ nước Nhật về loài hoa này như sao? Thì ở nước Nhật thời xa xưa, có một chàng hoàng tử đã thầm yêu một nàng công chúa rất xinh đẹp. Chàng hoàng tử đã thầm gửi ánh mắt và lời nói cũng như những cử chỉ để bày tỏ tình yêu của mình với nàng công chúa, nhưng nàng vẫn thờ ơ, không nhìn nhận tình cảm của chàng. Và rồi một lần, chàng hoàng tử đi công du xa mới về, có mang quà cho cô công chúa. Thì sau 2 lần 3 lần tặng quà cho cô công chúa, nàng vẫn thờ ơ. Chàng hoàng tử đau buồn quá, tự rút kiếm và tự đâm chết mình. Và chàng đã chết nằm xuống trước mắt công chúa. Đến bây giờ nàng công chúa mới bật quà khóc lên và thú nhận là đã yêu chàng từ lâu, nhưng vì không muốn thể hiện tình cảm, không muốn biểu lộ ra, cho nên để cho sự hiểu lầm, và cuối cùng chàng đã chết. Còn nàng thì sống với trái tim tan vỡ rỉ máu suốt cuộc đời. Do đó, đối với nền văn hóa Đông Phương, hoa trái tim rỉ máu có ý nghĩa tình yêu say đắm, vĩnh hằng, kéo dài, dù sinh ly tử biệt, trái tim tan vỡ, đau khổ rỉ máu. Còn đối với nền văn hóa Mỹ và Anh, hoa tim rỉ máu tượng trưng cho tình yêu nồng cháy, chân thật say đắm, tượng trưng cho mối tình trăm năm bất diệt. Người này chết đi, người kia sẽ nhớ và như trái tim rỉ máu suốt trăm năm. Các bạn thân mến, qua câu chuyện này có lẽ người xưa muốn nhắn gửi lại với chúng ta, nhất là giới trẻ, trong tình yêu nên thật lòng với nhau, đã yêu thì cứ nói là yêu, đừng phải giấu lòng vì chút tự ái, tự kiêu, muốn người khác phải năn nỉ,
phải hạ mình với mình, để rồi cuối cùng kết cục là mỗi người một đường. Mình đã thấy có nhiều trường hợp hai người yêu nhau nhưng mà một người thì lại cố tình làm ra vẻ không yêu, cuối cùng người kia chờ đợi không được và họ phải tìm người bạn mới, để rồi người ở lại phải khóc thầm. Quả thật tình yêu là muôn màu muôn vẻ, không thể nói được. Bởi vậy cho nên trong một phim Hồng Kông, Thân Điêu Đại Hiệp, Lý Mạch Sầu với Củ Âm Bạch Cốc Trảo cũng phải thốt lên câu: hỡi thế gian tình là chi chi. Và cũng có một nhà thơ nói về tình yêu rất là đơn giản: làm sao cắt nghĩa được tình yêu, có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, băng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Video đến đây xin chấm dứt. Xin hẹn gặp lại các bạn ở video lần tới. Tạm biệt.